Video ngày hôm nay, em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có diện tích 1.200m tọa lạc tại phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có giá bán 3 tỷ 600 triệu, nó sẽ như thế nào? Và đây là sổ đỏ của lô đất. Lô đất của chúng ta có diện tích 1.200m². Và đây là bản vẽ hiện trạng lô đất của chúng ta. Và hiện trạng lô đất là đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển thổ cư. Lô đất của chúng ta nằm góc ở hai mặt tiền. Đường trước đất có chiều ngang là 1,5 m. Hiện tại là đường đá và đất. Lô đất này rất thích hợp cho quý anh chị xây nhà vườn, đào ao, nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt. Là một khu nghỉ dưỡng ngay tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí lô đất là cách quốc lộ 1A 4 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 9 km. Và hiện tại thì Phúc đang đứng trước trục đường chính TX52, phường Thạnh Xuân, quận 12. Chạy vào khoảng 50 m là tới vị trí lô đất của chúng ta. Hiện tại khúc đường này là đường xe 3 gác vào thoải mái. Xe 4 chỗ chúng ta vào cũng ok. Chạy vào khoảng 50 m là tới vị trí lô đất của chúng ta. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có diện tích là 1.200m và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 600 triệu. Pháp lý là sổ đỏ riêng, hiện trạng là đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển thổ cư. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể điện thoại cho em để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Lô đất này rất thích hợp cho quý anh chị xây nhà vườn, trồng đào ao, thả cá, làm khu nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là thích hợp. Lô đất của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình và nói cái yêu cầu của mình. Phúc sẽ tìm những lô đất thích hợp cho quý anh chị. Hiện trạng thì lô đất này đang trồng bông hoa Tết.